vàng đã về cái mức là 79,8 triệu đồng một lượng, thì tôi theo quan điểm của tôi ấy, thì vàng cái thời điểm này chúng ta có thể là cân nhắc mua vào được, bởi vì vàng nó giảm sâu ấy, từ 92 triệu đồng xuống còn 79 triệu đồng một lượng, là do là bốn ngân hàng sẽ trực tiếp bán vàng ra ngoài thị trường, đó là Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank. Và như các bạn thấy là bức tranh tổng thể đó là chiến tranh giữa Nga và Ukraine chưa biết đến bao giờ dừng, và Israel và Hamas thì vẫn còn đang chiến tranh, đặc biệt là cái chính sách tiền tệ giữa cái đồng đô la Mỹ và cái đồng euro của châu Âu là dự tính là nó sẽ giảm lãi suất xuống. Vì vậy mà theo cái chính sách tiền tệ và chiến tranh ấy, thì trong cái thời gian tới 1 đến hoặc 2 năm nữa hoặc là thời gian dài, đúng không, thì vàng thế giới chắc chắn là có sẽ tăng lên. Nếu mà quý anh chị nào đang có tiền nhàn rỗi, đang gửi tiết kiệm mà với cái lãi suất thấp, thì thay vì là gửi vào tiền vào ngân hàng, thì chúng ta có thể cân đối là chuyển sang mua vàng trong cái thời điểm này. Vàng SCG của Việt Nam mình, theo quan điểm của tôi nhé, thì nó sẽ vẫn còn tăng lên, được chưa? Thì chúc quý anh chị đầu tư thành công. Thấy hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình được biết. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.